Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha một món soda Ý có tên là soda măng green, gồm có đá siro, gram đờ măng green, 7 ấp, nước chanh tươi. Cách làm như sau. Rồi, mình sẽ cho siro măng green 15ml. Mình đổ trực tiếp vô ly. Mười lăm ml nước chanh, rồi sau đó mình sẽ cho một cúc đá, rồi mình sẽ fill up 7 ấp, rồi mình sẽ trang trí 2 cái ống hút. Một cây khuấy, rồi một lát chanh, hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo.